Sau thông tin máy bay cán đinh, mẻ cánh, các sân bay tăng cường kiểm soát vật thể lạ. Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV tăng cường kiểm soát vật thể lạ, vật ngoại lai trên đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đổ máy bay. Theo đó, ACV cần chỉ đạo các cảng hàng không tăng cường kiểm tra, chấp hành nghiêm quy trình kiểm tra tình trạng sân đường, khu bay để kịp thời phát hiện, dọn dẹp vật thể lạ, vật ngoại lai, đặc biệt tại hai sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và các cảng hàng không đang có hoạt động thi công tại khu bay. ACV cũng cần thực hiện quy trình nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro, xác định mức độ cảnh báo đối với các cảng hàng không có sự gia tăng về chỉ số vật thể lạ, vật ngoại lai. Bên cạnh đó, ACV cần nhận diện, xác định từng khu vực có nguy cơ cao để có các giải pháp khắc phục. Các đơn vị cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất, đơn vị thi công trong khu bay có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình trạng vật thể phát sinh từ phương tiện phục vụ mặt đất, hoạt động thi công. Sắp tới, các cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung và miền Nam sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sẽ xử lý nghiêm các vi phạm trong việc chấp hành quy định bảo đảm an toàn vệ sinh sân đường của các đơn vị hoạt động trong khu bay. Trước đó, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài xác nhận thông tin 3 máy bay cán đinh và mẻ cánh trong những ngày gần đây. Cụ thể, ngày 28 tháng 6, thợ máy phát hiện lốp của chiếc Airbus A350 chuẩn bị khởi hành từ Nội Bài đi Melbourne, Australia, bị một đinh mũ ghim vào. Ngày 30 tháng 6, thợ máy sân bay Nội Bài phát hiện lốp số 2 càng trái của chiếc Airbus A321 bay đến từ Phú Quốc bị một đinh vít găm. Ngày 3 tháng 7, thợ máy sân bay Đà Nẵng phát hiện cánh quạt động cơ của máy bay Airbus A320 bị mẻ sau khi bay từ Hà Nội vào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.